Sao bảo em muốn ăn chân gà sốt Thái mà em không đặt à? Còn vì làm sao nữa, em đang bị nhiệt miệng, ăn cái gì cũng thấy đau ấy. À! Không tiện gọi lại. Nhưng mà có phải khi yêu xa, việc người mới xuất hiện là điều rất dễ dàng không? Chúc mừng ngày đầu tiên chúng mình ở với nhau. Thế mà không phải chúc mừng á? Thì từ bây giờ ngày nào cũng được ở cạnh em này, chăm sóc em này. Mai ta xa rồi. Em sao đấy? Em bị nhiệt, đau mấy ngày hôm nay rồi, ăn gì cũng đau. Đừng ăn những đồ cay nóng, mà mai mua thuốc cho em nhá. Anh đợi nơi rồi. Tự nhiên là yêu xa, em chẳng quen gì cả. Không sao, sau này nhá, mỗi ngày sẽ đều gọi điện cho em. Mà để khi gọi điện nhiều quá nhá, đừng nói là anh phiền đấy. Mày yên tâm đi, dù xa, Nhi sẽ để cho em hạnh phúc mà. Nhưng đến bây giờ, rất lâu rồi, anh ấy cũng không chủ động gọi điện chia sẻ chuyện hàng ngày với tôi. Sống ở hai thành phố khác nhau, em cũng không thể biết anh đang vui hay đang buồn. Anh quen những ai, có người con gái nào khác xuất hiện xung quanh anh không? Anh ơi! Anh đây! Chỗ anh đang có bạn nữ nào à? Không phải như em nghĩ đâu. Em không muốn tiếp tục nữa. Trong tình cảm, nếu như cảm giác an toàn đã mất đi thì thực sự rất khó để tiếp tục, nhất là bọn mình còn đang yêu xa nữa. Em nghĩ là bọn mình nên chia tay. Giờ sáng thì anh đặt vé máy bay gần nhất để về với em. Anh không muốn chia tay. Thế tại sao trong phòng anh lại còn tiếng con gái? Thả tiêu chuôn Vinh đi. À, tao bảo này, sắp tới mày quyết định không làm đây nữa à? Người ta phải theo đuổi tiếng gọi tình yêu chứ. Thôi, bọn mình có nhau thế là được rồi, phải để cho anh Huy chạy theo tiếng gọi của tình yêu chứ. Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua nha. Xíu gọi lại nha. Anh định tạo bất ngờ cho em, mà không ngờ lại để em suy nghĩ nhiều như vậy. Em nói yêu xa không an toàn, vậy sẽ không yêu xa nữa. Anh sẽ không để em cảm thấy lo lắng hay suy nghĩ nhiều về anh. Yêu xa không an toàn, vậy chấp nhận đánh đổi để được gần em. Có chót nhất chính là em, khoan dung nhất chính là anh. Dù mình cay vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, là vì anh chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha.